chương 012 miễn phí, chương 456 30 xu. Trang web này ra đời đăng tải rất nhiều những tác phẩm truyện tranh của các tác giả nước ngoài và trong nước, được một nhóm những người trẻ chuyên về truyện tranh lập ra. Nhưng khác với những trang web khác thì trang này lại thu phí cho mỗi lần đọc. Các bạn độc giả ban đầu không quen với việc là phải bỏ tiền ra để có thể đọc truyện tranh trên mạng. Họ nghĩ rằng là cứ đọc truyện tranh trên mạng là phải miễn phí, do có một cái xu hướng chung là có quá nhiều trang web truyện tranh lậu, quá nhiều những cái trang web truyện tranh không bản quyền ở Việt Nam đăng tải miễn phí. Do vậy khi thấy chúng tôi thu tiền để đọc truyện tranh, mặc dù là cái tiền đấy rồi sau đó sẽ gửi nhuận bút cho các tác giả, thì phản ứng chung là khá là tiêu cực. App đang ép buộc người dùng phải nạp tiền vào để lấy xu sao? Giá thì cao, chuyện thì ít, 3.000 một cháp, 10 cháp thì 30.000. Chuyện nào đang hot một cái là lại đòi mua bản quyền, là người thì cũng phải biết chia sẻ chứ. Đối mặt với việc phải trả tiền để đọc truyện tranh, trên điện thoại, hai bạn trẻ này cũng có những ý kiến của riêng mình. Thực ra thì người ta phản đối cũng có lý do người ta thôi. Đầu tiên là người ta chưa ý thức được về cái truyện tranh bản quyền. Em nghĩ đó là một hình thức để cho tác giả kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Độc giả chưa quen với đọc truyện tranh có thu phí, họa sĩ truyện tranh nhiều khi không quan tâm tới vấn đề bảo vệ quyền tác phẩm của chính mình. Em không biết là bản quyền thì nó có ích lợi gì cho mình hơn ấy. Đó, em cảm thấy ok, mình đăng chuyện lên trên mạng thì vẫn có độc giả đọc cho mình. Không nhất thiết là cứ phải đăng ký bản quyền xong thủ tục giấy tờ rất là lằng nhằng ấy. Ai cũng có những bận tâm của mình. Vậy làm sao để độc giả quen hơn với việc sẵn sàng chi tiền để đọc truyện có bản quyền? Câu hỏi không phải cần một câu trả lời, đó là vấn đề của cả họa sĩ, độc giả và đơn vị cung cấp dịch vụ.